Văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất. Tôi tin rằng với một đất nước, dân tộc trọng văn hiến, trọng hiện tại, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân đoàn kết cần cù sáng tạo, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với nhân dân, với đảng, với tổ quốc và tương lai của dân tộc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nhận thức sâu sắc vai trò của văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng, Đảng ta coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, với tất cả lòng ngưỡng mộ và yêu quý, tôi xin thay mặt Đảng, Nhà nước và công chúng kính chúc các văn nghệ sĩ luôn yêu đời, yêu cuộc sống, nhiều cảm hứng, say mê sáng tạo, phát huy tài năng sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm mới có giá trị, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng lòng tin yêu và sự chờ đợi của nhân dân, của Đảng và Nhà nước. Xin thân ái kính chúc các văn nghệ sĩ, thân nhân các văn nghệ sĩ, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trân trọng kính mời tác giả Chu Chí Thành đón nhận giải thưởng. Trân trọng kính mời tác giả, nghệ sĩ nhân dân Lê Văn Khỉnh, Lê Khỉnh. Trân trọng kính mời tác giả, phó giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Ứng Duy Thịnh.
Trong những cây đại thụ sáng lập ra đoàn văn công khu Việt Bắc từ nửa thế kỷ trước, với hai tác phẩm nổi tiếng Múa Hội Kỳ Yên và Tổ khúc Múa Đồ Sộ 15 chương, Quân Then Vượt Qua Ba Cõi đã được tặng giải thưởng nhà nước, cùng hàng chục điệu múa của ông sáng tác đã trở thành chương trình nòng cốt mấy chục năm qua ở đoàn ca múa dân gian Việt Bắc. Mặc dầu đã ở tuổi cổ lai hy, người nghệ sĩ dân tộc Nùng quê Lộc Bình, Lạng Sơn vẫn không ngừng sáng tạo và lao động với chất liệu dân ca, dân vũ ngồn ngộn, chứa chất từ thuở tóc để chỏm, cầm đàn tính đi theo mẹ hát khắp các đám lễ then xứ Lạng. Trong ông Lê Khỉnh, sức lao động nghệ thuật được chắt lọc, hun đúc lên bằng chính sức lao động tự thân 60 năm qua.
Với tập thể biên đạo múa, diễn viên thế hệ sau, nghệ sĩ nhân dân Lê Khỉnh đã có đóng góp to lớn về mảng lý luận, nghệ thuật dân ca dân vũ folklore Việt Bắc được nâng lên ở tầm cao. Trong văn cảnh lý luận, lĩnh vực đặc thù này quả hiếm hoi người nghiên cứu, nâng cao và đóng góp tích cực như ông Lê Khỉnh. Thúy Hồng, cán bộ biên đạo múa của đoàn đã tạo ra những sáng tác mới trong các kỹ thuật vũ đạo và trong kết cấu đội hình múa mới lạ, bất ngờ đến sửng sốt về tính cách của nghệ thuật múa dân gian Việt Bắc.